Sẽ không có ai đặc biệt như vậy, vẫn chưa có ai dịu dàng như thế. Giữa trưa sao anh vẫn ngồi đắm say vì ai mà nắng to nhưng chưa chịu về. Hình như khi ấy muốn đứng lại gần, tại sao anh không tiến tới một lần? Tại sao khi nghe tên em là mình chẳng thể tập trung như xưa? Vì em xinh lung linh làm con tim lung lay lung lay. Vì anh đây để ý em ngay từ ngày mà em bước qua bước qua. Đưa em về nắm tay cười như vậy nắm tay. Anh để ý em bây giờ ý em đây thì sao? Sẽ không có ai điệu đà như vậy, vẫn chưa có ai nhìn mình như thế. Hình như khi ấy muốn đứng lại gần, tại sao anh không tiến tới một lần? Tại sao khi nghe tên em là mình chẳng thể tập trung như xưa? Vì em xinh lung linh làm con tim lung lay. Vì anh đây để ý em ngay từ ngày mà em bước qua bước qua. Như vậy nắm tay. Anh để ý em bây giờ ý em đây thì anh để ý em như là nắng sẽ soi hàng cây. Anh cảm thấy anh đang chìm đắm trong từng phút giây. Anh để ý em every day. Cứ như đang lạc trong cơn mơ, anh chẳng thể nào không mơ. Con tim lung lay vì anh đây để ý em ngay từ ngày mà em bước qua bước qua. Đưa em về nắm tay cứ như vậy nắm tay. Anh để ý em bây giờ ý em đây thì sao? Giờ mà được nắm tay đưa em về nắm tay. Anh để ý em baby ý của em như nào?